Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của DigiOne. Mình là Quang Hưng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một dòng sản phẩm camera wifi ngoài trời C3TN đến từ thương hiệu EasyVid. Đầu tiên chúng ta cùng đến với thiết kế hộp của sản phẩm. Thì trên hộp sản phẩm sẽ có in hình thiết bị camera C3TN, cùng với đó là một số cái tính năng có trên sản phẩm camera này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở hộp để xem bên trong nó có những gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có set hướng dẫn bao gồm nhiều ngôn ngữ khác nhau và trong đó có cả tiếng Việt, giúp chúng ta có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng thiết bị camera này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện đi kèm. Thì ở trong hộp phụ kiện này chúng ta sẽ có một bộ chống nước cho đầu kết nối mạng của camera. Ở đây chúng ta sẽ có một tấm mẫu khoan hỗ trợ cho chúng ta việc lắp đặt cái chân đế camera, và đi kèm đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ vít để cố định cái chân đế của camera này. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một bộ cấp nguồn cho camera. Thì bộ cấp nguồn này có thông số là 12V 1A. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thiết bị camera C3TN. Thiết kế của camera có khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt với vỏ làm từ nhựa cao cấp và chuẩn chống nước là IP67, giúp camera có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết là mưa lớn hay là bụi bẩn. C3TN được trang bị ống kính 2.8mm, khẩu độ f2.0 cho góc nhìn ngang là 106 độ và góc nhìn chéo lên tới là 122 độ. Camera thì có độ phân giải là 2 megapixel cho ra hình ảnh chất lượng là Full HD rõ nét. Hỗ trợ cái chuẩn nén hình ảnh là H265, giúp giảm 50% dung lượng lưu trữ nhưng vẫn giữ được cái chất lượng hình ảnh so với các loại camera thông thường khác. Trên ống kính thì chúng ta có thể thấy thêm là camera được trang bị hai đèn hồng ngoại hỗ trợ quan sát vào ban đêm và tầm nhìn xa lên tới là 30m. C3TN được trang bị một mic khử tiếng ồn giúp camera có thể thu âm thanh khi ghi hình một cách rõ ràng. Camera sẽ có thêm tính năng là phát hiện chuyển động. Chúng ta sẽ nhận được một cái thông báo trên điện thoại khi mà camera phát hiện kẻ đột nhập ở trong khung hình. Phía bên dưới của camera chúng ta sẽ có một nắp chống nước để bảo vệ cái nút reset và khe cắm thẻ nhớ của camera. Thì khe cắm thẻ nhớ sẽ hỗ trợ thẻ lên tới là 256GB cho khả năng lưu trữ dữ liệu lên tới là 30 ngày. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái dịch vụ lưu trữ đám mây có tính phí của EasyVid. Camera C3TN hỗ trợ kết nối không dây bằng Wi-Fi, hoạt động ở tần số là 2.4 GHz. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cổng kết nối mạng bằng dây LAN giúp cho camera có kết nối ổn định hơn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có là đầu cắm cấp nguồn cho camera, thì sử dụng nguồn là 12V 1A, công suất tối đa là 6W. Ở giữa camera thì chúng ta sẽ có một cái khớp xoay để điều chỉnh cái góc nhìn cho camera. Chúng ta có thể linh hoạt xoay các góc để điều chỉnh. Và phía cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái chân đế của camera giúp cố định camera lên tường hay là lên trần nhà của chúng ta. Và đó là toàn bộ thông tin về sản phẩm camera C3TN mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi nào thắc mắc, các bạn có thể để lại ở dưới phần bình luận. Link mua sản phẩm này mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Hoặc các bạn có thể liên hệ lên tổng đài miễn phí 1800 00047 để được hỗ trợ từ các chuyên viên tư vấn của DigiOne. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.